Tiếp theo đây là tôi chỉ cho các bạn cái cách tôi khoan. Sau khi tôi đã khoan mồi rồi, tôi đã thông lòng rồi, đại khái thôi, chứ cần đứng ra thì sẽ làm kỹ hơn một chút. Bạn nhớ là lúc mới bắt đầu để lưỡi khoan vào, mình kéo xuống nhẹ, từ từ, rồi sau đó mới cho sâu hơn. Cái bụi này hít vào rất hại cho phổi, bởi vậy khi làm nhiều thì các bạn nên có khẩu trang để che. Như vậy đó là cái tiêu đã tạm xong. Bây giờ làm cho mấy cái lỗ nó tròn trịa lại cho đẹp là coi như xong cái tiêu. Bạn có thể dùng cái giũa móng tay của đàn bà. Tôi dùng dao để đi khoét xung quanh nó một chút.
Chúa. Là dây nhám cuốn tròn lại, dây nhám này là số 150. Kiểu này mới làm thành ra trong này nó còn bụi nhiều lắm, thì muốn cho nó kêu dễ hơn á thì mình phải tráng ở trong nó một lớp sơn mài thắp thờ. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2015.